Biết nó về. Nè. Anh nghĩ em biết nó về. Ờ, biết nó về. Dễ chưa? Dân chuyên chơi game nó phải là như thế. Rồi đánh luôn, đánh luôn anh xuống. Nó xáo rồi. Thằng Fit nó xấu nhá. Lui ra. Lui ra anh về lane á. Fit nó xấu rồi, nó về lane rồi nè. Nó bị cắn. Nó bắt đây cho Vũ. Bắt nó cọc quá. Ok. Đây. Em mang con rồng, cho con rồng 1 ngon quá, cho nó bay xong rồi. Ok. Nước nè, nước đi lane là 4. Có anh Quyền ơi. Anh đi, đây giờ đi. Đừng lót trên chung ơi. Ok anh Quyền. Anh đâm lát. Ok. Rồi anh hết mana anh về. Anh giờ luôn nha. Ở trên. Đừng nói trên. Đừng có lát anh bà ơi. Muốn biểu trên. Rồi, đừng lát anh. Ok, anh đổi Simbi ơi. Rồi, cái thế này không rờ, không lát thì sao Simbi ơi. Chạy thẳng lên cho anh. Rồi, nó rướng một đất trụ nữa. Rồi, nó mất e luôn. Rồi, cái thế này Simbi không giết nữa, anh chịu. Không đâu giết mà. Khả năng cao lên, kéo nó về đây. Thì không biết sao chị bấm flash rồi nó không ra. Cái lúc mà chị đi giết em luôn quá. Cái này nè. Rồi mẹ giết ở đây. Quần ở trên nha. Chứ không rồi giết nhanh chắc cũng chạy được á. Giết được không vậy? Hả? Giết được. Cái tông này cũng đâu có chơi được. Con gọi la này cũng đâu chơi được. Chứ ba đất tông đã khỏe rồi ta. Chơi được nó mà. E kìa. Nó đâu làm được gì anh đâu. Thì anh cũng đâu là anh đồng với anh đồng với bố anh. Farm giờ lay là anh mạnh lắm rồi. Có không lắm. Ôi trời đi nè. Nó lên, kéo lên anh quẹt ba kìa. Ba ba nó lên. Lui thêm. Rồi, bà ơi, đó là giết tụi đó. Cái gì đấy? Em xuống anh Quyền. Anh đâu mà thấy nhạy. Nó gần quá, nó để CC nhiều quá anh Quyền ơi, anh chịu. Kéo thăm bên này. Nè, ủi luôn nè. Rồi ăn đi, tôi ăn đi. Tôi cầm sứ giả này nó kéo dám vô đâu. Rồi. Đẹp. Phải hù nó người ơi, phải hù vậy nó mới sợ. Rồi đánh luôn. Rồi rồi. Chết cha rồi, nó giúp anh Việt rồi. Trời ơi là sao nó Vũ ơi. Em nhìn cả cháu á. Làm sao phải đó mình xin mình. Rồi em Vũ rờ hộ. Tem mình ai cũng lỏ hết trời. Né đi chứ. Em nhìn thấy anh Fit đang nhìn bao. Lên nó mất 2R rồi. Rồi nó mất 2R, từ từ nghe, đánh từ từ thôi. Rồi nó ngu kìa. Đợi chúng qua hay. Nó ngu thì chơi nó. Anh lấy đều anh. Ở đây đó, em Vũ ơi. Sao nát mà anh ba. Anh đi ơi, anh đi nghe anh nói không? Nè, cá sấu. Cả sầu đây là, tớ nè. Sao em chủ thành viên team anh chơi hoài vậy, không cho tập luyện hả? Không phải em, A3 gọi Facebook kìa. Không phải em ạ. Vậy anh ba có trong đây không vậy? Gì vậy bội? Ai tên chủ? Là, thằng ai tên chủ? Giặt luôn. Thằng ai siêu béo sao vậy? Lên thích đấu hàng anh chung. Nói chị cổng á, em đứng đó. Với lại gô áp liên minh điện thoại, chị Nam mà bộ. Ồ, con Fit rồi, sao bú rồi. Nó chạy thôi, mà nó chạy thôi. Mà nó không vui á. Trời ơi. Cái có vui không em? Không, nó không vui, tại vì lên nấu hàng nó được thưởng mà anh Trung. Dạ. Anh Trung vậy là nó không lên được hết nấu hàng á. Trời ơi, nói em bụi vô làm hết tập trung tiên tôi chết hết rồi nè bụi ơi. Chị đứng cao lên, chị thấy nó, chị đứng cao lên. Mỗi xe của anh ba nữa. Dạ. Ta chơi cùng anh ba mà người hết người này, người cuối chiên ngó, rồi cắp tình ngó là sao vậy? Anh ba em chỉ muốn nói với anh một câu thôi. Vậy nữa? Sai gà quá vậy? Là sao nữa em ơi? Chơi tướng meta mà fit mày mà. Trời ơi, là sao? Trời ơi, nó ngăn anh, nó cam anh mà em.
Thôi, không có lý do ở nha, anh lớn rồi. Chủ cột mà, nó phải cao anh chứ. Em nhắc anh nha, em nhắc thôi. Em giờ em đi đây, em nhắc anh nha. Ok, đó, đứng cạnh anh này, anh cover cho Sky ơi. Không fit trên top này. Fit kìa, solo á. Nó đang áp lực nha, nó đang áp lực anh nha. Nó solo với quyền, nó solo, nó muốn solo với anh, quyền. Anh mở luôn nè. Nó solo với quyền thì nó chết. Rồi, giết nó. À, em giờ đép nha, em giờ đép. Này, ôi nhà kìa. Có cai rồi, có cai về rồi, không sao. Nó lượm rap cho. Lộn rồi, em về, nó về. Sự đơ vãi lìn rồi. Rồi, cách đâu ở lại đi, anh Quyền cứ chọn, quyền cứ chọn. Em mở được. Anh Quyền cứ chọn. Nè, ai về về sao không kìa? Chào anh em ơi. Đâu. Cai đánh được rồi. Cai rồi. Về đi, tôi giữ rồi. Không cần về. Quá nhà. Bỏ cầm. Ôi thế chịu anh ba ơi. Trời ơi, thằng cái solo ốm lại ghé tông hả? Ủa mà sao pha đó mình vô mình rờ ba thằng không có miếng đam luôn á. Không thấy vô đam thằng Celeste chưa? À nó có này nè anh ba. Em có một mình này. Em đánh rồi hả? Trời ơi, chuyện solo ghi à. Bắt tiệm đi, có thể bắt tiệm đi. Nó chưa ai là mình win được nha. Nó cho mình gọi mà nè luôn hả anh? Nhưng mà ông sao ông muốn con bộ cạc đó là không giống cả nhông nha. Vậy mà ông đòi fan ta à, cả nhông người lạ vãi cứt à. Chị em cái gờ nha chị Annie ơi. Em hết bèo rồi. Bên hắn quá nhiều con cơ đâu. Lát này không lát. Cẩn thận ơi, xe rồi cho. Chị mở gàng thôi, mướn gàng thôi. Nè nè, ví dụ chặn cua nữa. Nè, chơi được nha, chơi được nha. Gà nè, chơi nè. Chị coi mở đường, mở này, gói gắt nè. Mở đi chị. Sao bớt ai rồi. Ok. Cái gì vậy? Oh my god. Ai chặn ủa? Ủa cho nó chặn chung chết luôn rồi. Oh my god, cứ hết đùi. Đùi nữa mẹ. Ôi nó bèn kẹp chị, Quyền ơi. Trời ơi, đánh vậy khó quá. Đánh nè, mình đánh con bà la là mình đánh vua combat. Mình đánh vua combo. Mà đánh nãy giờ là mình đánh rất nhiều pha, gọi là 4-5 là không được. Rồi với lại con một cạp rồi hụt không, chịu. Bà la không gom được. Bỏ nha. Ở game mà em rồi hụt 2 cái. Mai phòng đừng test thường nữa làm ơn. Vân A là đánh chuẩn rồi đó, rồi đang đi top chuẩn lắm rồi. Chuẩn kèo rồi. Rút kinh nghiệm ra CP nha.